Xin mến chào cô chú anh chị cùng quý khán giả đang quay trở lại với hoàn cảnh của bé Thanh Thư. Và ngày hôm nay thì đặc biệt có anh Hải ở đây nữa. Anh Hải chào cô chú đi anh. Chào cô chú anh chị đang xem kênh bằng bản. Thì kính thưa tất cả các chú anh chị quý khán giả, thì anh Thọ trước thì bên kia thì không có thể và quá là xa, thì bạn phải nhờ anh Hải, sẵn tiện anh Hải có công trình đây thì thôi, nhờ anh Hải tới đây làm cho, cũng theo lời yêu cầu của Mạnh Thường Quân nữa. Thì nhờ anh Hải là thay lại cái tôn nhà. Thì tôn nhà thì bề ngang cái đó là tới 10, bề dài 10 mét và bề ngang tới 5 mét đó các chú anh chị. Và hôm nay thì bạn muốn chia sẻ luôn các chú anh chị. Thì khoan cái giếng thì bà khoan xong rồi, số tiền bạn nhận là 41 triệu, bạn cũng trả tiền khoe cái giếng xong rồi, chỉ còn hơn 30 triệu thôi. Thì bây giờ bạn nói thẳng luôn thật, được bao nhiêu thì bạn làm bấy nhiêu. Bạn chỉ là cái duyên phước họ tới đâu thì bạn làm tới đó, chứ không có làm thêm gì nữa. Chú nói vậy con đồng ý không con? Dạ con đồng ý. Không phải chú ép nha, cái này nói thiệt á. Dạ con đồng ý mà. Với lại cái chú anh chị ơi, hồi nãy bạn có bước vào trong nhà thì bé Thư và bé Khang nằm cái giường sát nhau, và không có ngăn, không có riêng tư, không có sự riêng tư. Tại vì thấy Thư á, nó cũng lớn rồi. Bảnh mới là nói với anh Hải bây giờ xây một cái phòng riêng cho bé Thư, và xây một cái nhà vệ sinh đầy đủ tiện nghi. Và nhà vệ sinh đó là xây ở trong nhà để mở cửa thông qua luôn anh Hải. Đúng rồi. Tại vì con gái anh biết sẵn rồi, nửa đêm nó không trong đồng thì mình vắng, thì mình phải là tính sao như cho bé, cho nó tiện. Bây giờ chú sẽ xây một cái phòng riêng cho con, thì không có cho con ngủ chung như vậy nữa. Dạ. Đồng ý không? Dạ con đồng ý. Tại vì sợ sau này á, các cô chú của bé Thư gì á sẽ không có chỗ ngủ, thì phải buộc phải nhường cái giường rồi cái giạc á, bộ giạc á. Rồi thôi, bảnh xây một cái phòng riêng cho Thư. Rồi còn hai chiếc giường, là một giường của bé Khang và một giường để trống, để sau này có con của bà ngoại có về á, có thể còn giường để ngủ. Không biết bảnh tính như vậy cô chú anh chị có đồng ý không, mà chắc chắn bảnh tính như vậy rồi. Tại vì bảnh thấy tội cho một đứa con gái mà nằm không có màn che gì, cũng thấy tội thôi. Ở phần nhà sau còn trống, thôi mình xây một cái phòng cho bé. Bây giờ em cùng anh sẽ vô trống và con sẽ chỉ chú là chỗ nào con ngủ và xây nhà vệ sinh chỗ nào theo lời con với bà ngoại đã nói đó ha. Đi vô trong đi, đi mời cô chú chị cùng vào trong nhà. Thì tối này thay hết anh Hải nha, coi nữa sẽ ăn hết rồi, chứ em không có tiền để mà nâng lên nữa. Nói chung là không có đủ tiền, em chỉ nhiêu đó thôi. Để có gì bao sao là chỉ thay tôn thôi ha. Dạ thay tôn cho tận dụng được, tận dụng đúng rồi cho đỡ chi phí. Dạ con chào ngoại, con kêu thợ lại nè. Con xin phép ngoại là con sẽ thay tôn nóc nhà và con xây một cái phòng riêng cho bé Thư, ngoại đồng ý không? Đồng ý. Dạ. Là cái nhà vệ sinh là ngoại kêu con là xây cho nằm bên đây và trong nhà luôn phải không? Dạ, trong nhà luôn. Dạ. Dễ ra vô ban đêm ban hôm. Với lại ngoại đi xe lăn ngoại có thể ra nhà sau cho thoáng luôn. Dạ. Dạ cho tiện cho sạch sẽ luôn, rồi cái phần mua tưa cái chỗ đó có bật mua tưa đúng luôn á. Rồi nữa con dư tiền con mua một cái bồn đặt bên đây. Dạ, cảm ơn nhiều nhiều. Dạ, vậy là mọi thứ là ngoại giao cho con làm ha. Ừ. Không có chỉnh sửa gì nữa không? Không có gì đâu. Con làm là ý cảm ơn thiệt là nhiều. Dạ. Chứ biết sao mà nói, bây giờ nói ra nước mắt dạ. Nữa tội nghiệp đứa cháu. Dạ. Ừ. Thôi thì ngoại có gì về sức khỏe nè, buồn buổi chiều xe lăn thì cũng có rồi đó, ngoại ngồi xe lăn cho khỏe nghe. Dạ. Tôi này nóng quá các chú dạ. Chị. Dạ. Bây giờ con ngủ ở đâu vậy? Chị chú ơi. Dạ, con ngủ ở đây nè. Là hai cái giạc này, giạc nào của con? Giạc này. Giạc này là của con. Dạ. Giạc này của Khang. Thấy hai chị em nằm vậy rồi ngay cái giữa nhà con gái không có được. Con nằm ngay cái này nè. Cái đầu á, con đừng nằm ngay cái xiên tâm ha. Đó. Cái xiên tâm là không được ngay cái đầu. Cái đầu quay qua đây được. Còn bên kia đầu quay bên kia. Con quay đầu qua đâu vậy? Cái con đầu qua đây phải không? Dạ. Đó, không ngay được. Cái xiên tâm nó chắn cái xiên cỏ tâm không? Ngay cái đầu nó không được. Tại nhà thứ nhất là kỹ cái kèo, thứ hai là kỹ cái xiên tâm. Nên con nằm cái đầu qua bên đây thì được ha. Còn Khang thì kêu nó nằm cái đầu qua bên kia thì được. Ừ. Còn xiên tâm ngay giữa nhà là cũng như là hai cái chân bằng chân tụi con đấu với nhau. Đó. Người ta kỹ được cái đó lắm. Bây giờ chú không cho con nằm ở đây nữa. Đúng rồi. Chú sẽ di chuyển con vô phòng luôn. Con đồng ý xây phòng riêng không? Dạ con đồng ý. Là lần đầu tiên con được ngủ phòng riêng luôn á. Cái sự riêng tư, tại vì cái chuyện cá nhân con chứ nữa, đúng không? Dạ. Chứ trong này nửa đêm nửa hôm sao đúng không Hải? Đúng rồi, mình con gái phải ngủ trong phòng. Ừ. Bây giờ cái đường nào còn trống không để chỉ chú coi. Đây. Mời cô chú anh chị vào trong luôn, tại vì cái nhà này cũng mình không có sửa nhiều. Bây giờ hơi tối nhưng cô chú anh chị thông cảm. Bây giờ cái đây là vừa cái phòng anh Hải. Vừa. Có 2 mét à. 2 mét bề ngang hả? Bề ngang.
ngang 2 mét. Mình lấy chiều dài lại. Là xây chiều dài lại. Xây tới mí này nè. Xây tới mí cửa ga này thôi. Ok. 3m7 được. Ok. Vừa luôn phải không? Vừa luôn. Vậy là đây làm cái phòng riêng cho con. Vậy cho nó ổn con. Tại vì chú con cũng lớn rồi. Và những cái đồ này á, nửa xong thế dời ra nhà sau lại. Rồi sẽ đặt cái nệm ngủ hay là cái giường đó tùy con. Tại vì để cái giường trước để cho khách lại ta ngủ đi. Con gái rồi không có nằm ở nhà trước được. Phải vô nhà sau nha, đi có ảo điện sẵn nè anh Hải. Thằng nó thiết kế cho nó một cái quạt đi đó. Ở đây giường nữa mình nếu mà làm phòng mình đóng cái la phong cho bé luôn. Bây giờ làm cái phòng dắt kia anh phải xây lên bích luôn. Xây lên luôn. Xây lên bên đây, xây lên bích luôn cho nó kín luôn. Rồi mình đóng la phong lại. Phòng cũng nhỏ, đóng phòng lại cho nó mát. Rồi, vậy là vui rồi đó. Có phòng nhà tường. Rồi cái nhà vệ sinh, anh xây là xây bên này bằng ngoại kêu ở đây hết con? Dạ. Ngoại kêu là xây miếng xét cái nhà dắt nhà sau này. Rồi này tính sao mà cho từ mở cái cửa ra bên đó qua là ra vô nhà vệ sinh luôn á. Bây giờ mình vừa ban đêm ban hôm mình mở cửa đi ra mình vô nhà vệ sinh đây luôn. Mình tắm chung luôn ha, là một cái thôi ha. Cái thôi tắm mình chung. Mình tắm chung vệ sinh chung luôn. Cái này mình làm từ mấy cột này qua mấy cột này thôi. Xây lại hết trơn. Anh dán gạch tới hút cái đầu mình dán gạch rồi mình đóng la phong ở trên luôn cho nó mát. Dán tới đây này, dán gạch nè. Dán tới mấy này luôn. Là nhà vệ sinh mình mở cửa ra mình đi trong nhà luôn. Ban đêm ban hôm không có xả. Làm trong này cũng vừa rồi, 1m2 vậy, gần 1m2 rồi, còn dài mình làm theo mấy cột thì thôi. Nếu mà mình làm hút cái cột này thì với cái cột này ngay giữa thì tới mấy cột thôi nhà vệ sinh. Ha. Được rồi, mình vô tắm rửa thôi cho nó kín đáo. Chứ rồi nữa mình đóng hết rồi. Tại vì các chú chị biết không thì làm cho nó thông luôn sẵn phòng của bé Thư từ đó ra đây thì ra đây mở cửa vô nhà vệ sinh xong tắm luôn, vô nhà rồi. Luôn, không có đi ra ngoài nhà. Cái này là con vừa an toàn luôn đó con, thấy không? Dạ con cảm ơn. Rồi cái cửa đây mình đóng lại. Ban đêm mình đóng lại là mình trong nhà. Đúng rồi. Thì chú kêu làm sửa hà thay cái đó khóa lại. Để gì mọi người những cái đồ đó đó dời ra sao hết. Máng lên hết những cái đồ nãy ra để sử dụng là lấy làm phòng con đó. Là ngoại đồng ý nãy chú hỏi rồi đó. Dạ ngoại đồng ý, con cũng đồng ý luôn. Rồi. Trời ơi cái nhà đâu mà không có nhà vệ sinh mà không có nhà tà tắm luôn, anh coi cái nhà tắm này nè anh. Mỗi lần đi vệ sinh ở đâu? Hỏi bé Thư biết liền con chia sẻ. Vệ sinh nó bụi lùng mà. Đây con tắm thì dựng cái cây rồi che mè. Cái này là thầy hồi xưa. Nó không có nhà cầu nữa. Tắm đây à. Rồi nước xài nước nào? Nước con xài nước sông. Bữa nay thì con được khoan giếng rồi. Khoan giếng trọn vẹn rồi. Vậy là xài lâu năm rồi đó hả? Dạ. Bao nhiêu năm nữa chú nghe đi. Dạ con ở đây chơi vậy nè. Là xài nước vậy là nước sông này là bao nhiêu năm nói chú Hải nghe coi thử con đây. Xài từ nhỏ tới lớn rồi đó. Là hôm nay là 15 năm nước này người ta xịt thuốc á ngứa lắm thì bởi vì anh thấy cái mặt bé không. Thằng Chi xài nước đó mới cái mặt nó lên mụn nhiều á. Nếu mà xài nước sạch mặt láng hay thôi vậy xong rồi ha. Và bây giờ qua đây nữa anh Hải ơi, cái này chắc chắn phải nhờ cái này chút xíu rồi. Rồi sẽ chán cái phần này lại giùm em cái đây hay là anh xây cái anh xây cái trồng lại cái xây cái hộc của tư lại sợ người ta ăn cắp á. Đúng rồi anh xây đan bít luôn. Đúng rồi xây lại cái hộc này đi để cho nó yên tâm hơn, ban đêm không khỏi gà canh. Đúng rồi nè thấy không cái mùa tưa ở đây cái nhà vệ sinh bên đó là đúng luôn á. Nếu mình xây cái hộc bao quanh cái này là trùm lại là xong rồi. Xây hộc đổ miếng đan lại cho nó kín luôn. Ban đêm ban hôm mình không ở nhà. Đúng cắt rồi. Đây cái chân này nó đâu có gì đâu nên làm luôn đi. Rồi nữa sàn lãng là bên kia chứ không làm bên đây được. Bên đây nữa cái đất nhà của còn của cô á, của người khác hả? Có một chủ tại con của cô tới 5 người. Anh nghĩ coi, rồi bé này mẹ nó bỏ rồi. Giờ mình phải làm một cái gì đó cho bé có thoải mái là một cái phòng riêng cho nó ở. Nhiều khi lớn nó còn sửa soạn bản thân nó nữa. Đúng rồi. Anh nghĩ coi từng tuổi này chưa mua được đồ mới, nó toàn là mặc đồ cho không đó. Vì không có nhà tắm kho nữa. Bởi vì nó lớn rồi. Đúng rồi. Người anh ngủ, thấy cái đường này chung coi. Không được. Đường này đường vắng với đường này đường dùng sâu dùng xa nè. Thì bây giờ em nhờ anh lại đó thay tôn giùm em hết cái nóc rồi cho theo cái ước muốn của bé. Tại bé hồi xưa giờ là hồi trước á chú lại á con nói là cái niềm mơ ước con á là cái gì kể lại coi. Dạ niềm mơ ước của con á là có cái nước sạch nè rồi lợp tôn lại. Rồi chỉ vậy thôi đó. Nhưng mà giờ có nhà vệ sinh nữa. Dạ đúng rồi con không quên. Tưởng nó không lấy chú hồi lại á. Rồi được đặt cái đó của chú chị. Ngày hôm nay thì được xây phòng riêng cho bé luôn.
Không biết của chú anh chị có đồng tình không nữa, thấy anh Hải sao? Tại anh thấy bé là bé gái nữa, nên cũng mười mấy tuổi rồi, không có phòng phòng ngủ cũng thấy là khó, phải xây phòng, tuy rằng phòng lớn nhỏ phải có cái phòng ngủ. Đúng rồi, con gái vậy. Thôi xây phòng riêng ha, trang trí sơn phòng màu gì? Dạ sao cũng được chứ. Màu hồng hả? Thứ màu hồng đi ha. Dạ không, lấy con màu xanh lá đi. Xanh lá hả? Dạ. À, thích màu xanh lá hả? Dạ, lực lượng thôi. À, lực lượng thôi hả? Giống cái màu của chú hay đi làm nhà cho người ta, màu đó đó. Màu áo này được không? Nhạt hơn xíu. Nhạt hơn xíu, cái này hơi đậm quá hả? Dạ. Ừ. Thì có chú chị Bảnh hỏi ý kiến gì gì đó, bây giờ chốt lại là thay cái nóc tôn toàn bộ cái nhà là nắp thôi nha, còn bên hông là giữ nguyên ha. Đúng rồi. Tại vì sửa là sửa cho bé ở cho ấy thôi. Trời mưa tới rồi. Mưa tới rồi, gấp rút làm thôi có chú chị, chứ còn thời gian kia làm rất là lâu. Và xây nhà vệ sinh và xây một cái phòng thôi cho trọn vẹn. Nói chung là cái phần này anh tính rồi xong anh báo giá tại đây cho em biết coi. Thì bây giờ mình gắn gọn vậy nè, là cái nhà là mình chỉ thay nóc thôi. Tại vì sợ mình kinh chi phí nó không có đủ đó, nên ước mơ của bé thì muốn thay nóc. Thì bây giờ cái nhà của bé là nóc thì nó dột hết rồi, thì anh thay nóc thì hết trơn từ nhà trước, từ nhà đi tới nhà trước đó, thay nóc mới. Còn cái đoàn tay xài cũ lại, cái nào hư mình thay lại, không hư thì thôi. Và làm một cái nhà vệ sinh với làm một cái phòng ngủ. Và phòng ngủ anh sẽ đóng cái phông cho bé luôn, để cho nó mát. Và làm một cái cửa nhôm. Với nhà vệ sinh thì dán gạch phôn, đúng là phong nhà vệ sinh. Cái này cũng là đường xa, cái vật tư nó vô không được, để ở ngoài anh để vô cũng hơi xa. Nên chi phí làm hết căn nhà này khoảng 35 triệu, nó làm đủ. 35 triệu. Chú không đủ khả năng. Bây giờ không đủ khả năng, giờ mình bỏ cái nhà, bỏ cái phòng ngủ đi, mình lấy cái phòng vệ sinh đi hả? Dạ thôi bỏ phòng ngủ đi, tại kiểu như là giờ con ngủ ở ngoài cũng quen rồi, không sao hết chứ. Nếu mà bỏ phòng ngủ thì còn 28 triệu. Còn có 28 thôi hả? Rồi. Thôi giờ làm phòng ngủ anh bớt cho anh chịu được không? Được. Bớt cho anh chịu 2 triệu đi, anh ơi, lỡ anh sau này anh cưới dâu khác, anh có hai trai, anh giúp người ta đi, giờ người ta mồ côi đó. Cô chú chị Bảnh vô quay là cái tình tiết của hoàn cảnh của bé Thư, và Bảnh muốn tạo một cái gì đó đặc biệt để có bé có cái... có sở hữu riêng, cũng như là một cái căn phòng nhỏ nhỏ để có cái sự riêng tư của chú anh chị. Bởi vì nếu mà làm cái nhà vệ sinh xong rồi không có phòng cho riêng á, để mà ngủ trong nhà trên á, như vậy á, thì bất tiện cho bé. Nhiều khi khách khứa lại rồi các anh em chị lại á, rồi cô chú đó rồi lại về đây không có chỗ ngủ, rồi tới đó nó rối bùi à, nó không có sự riêng tư. Bởi vì Bảnh muốn xây cái phòng ngủ đó. Bây giờ nếu mà nãy anh nói là 35, bây giờ có thể giảm chút xíu nữa đi em mới gán được. Nói chung là em không có nhận tiền thêm nữa, chỉ cho nhiêu em đủ làm là xong rồi. Nên anh nói với bé phải làm nhà phòng ngủ đi, nó hay hơn. Tại bé cũng lớn rồi, ngủ trước rồi mình trong phòng ngủ mình muốn trang điểm như vậy nó dễ hơn. Anh mai cũng mười mấy tuổi rồi. Nên bây giờ nếu bây giờ anh làm thì mình làm nhà từ thiện mà. Bây giờ thì bé thì cũng thấy cũng tội. Bây giờ chi phí hết thảy có thể bớt 1 triệu được. 34 triệu. 34 hả? Ừ. 34 thì em mới có em số tiền em 41 triệu mà em làm cái nước hết 8 triệu rồi. Là còn có 32 à. 32. Thiếu 2 triệu. Rồi. Làm luôn. Bây giờ Bảnh làm luôn với chú chị, nếu mà số tiền 2 triệu thì không sao. Hao hụt thì không sao, mà từ đó nó không có phát sinh gì nữa. Rồi. Nhưng mà cái nhà vệ sinh đặc biệt em nói luôn nha, là đầy đủ cho em nghe cái vòi tắm nè. Buồn rồi. Cái vòi tắm với bồn cầu bóng xả nè, dán gạch phôn, dán gạch đầu, dán gạch cao luôn, đóng la phong, cửa nhôm. Rồi nếu mà anh lắp thêm một cái chỗ mà để xà bông cho bé một rồi, góc rồi. Ok ha. Đúng. Như vậy đi, rồi vậy là xong rồi đó. Rồi chú làm luôn đó, giờ không có bỏ cái gì hết, giờ làm hết toàn bộ đó. Dạ. Hết buồn chưa? Dạ hết rồi, con mừng lắm. Dạ nói chung là con được chú Bảnh chia sẻ cái hoàn cảnh của con lên, được mạnh thường quân ở trong và ngoài nước giúp đỡ con lập lại nhà, xây nhà vệ sinh, rồi khoan giếng nước, vậy là con cảm ơn rất là nhiều. Còn thiếu món xây phòng con nữa chị. Dạ giờ xây phòng con nữa thì kẹt wifi, ở đây không có mạng, rớt mạng rồi. Xây phòng con nữa. Còn xây phòng của con nữa thì nói chung là từ từ đi cũng được nữa. Thôi xây luôn rồi, chú hợp đồng bây giờ 34 triệu làm luôn, chú còn thiếu 2 triệu nó đủ rồi. Cân bù 2 triệu ha. Đó là 2 triệu đấy con bù ha.
con thì con không có. Bây giờ không có thì giờ chị nữa đi theo chú Hải lâu đi phụ hồ trừ lại một tuần đủ rồi, chịu không hả? Đi lao gạch lao vậy rồi. Nói giỡn thôi, chú không có ép con. Cái này là chú đứng ra chú làm. Thí dụ chú có đưa lên thì chắc chắn có Mạnh Thường Quân sẽ giúp đỡ rồi. Nói chung là cái giường con nghe nó cũng gãy đúng không? Dạ thì nó kiểu như là giường nó cũng lâu rồi, mười mấy năm rồi, nên là nó cũng nữa xây phòng mới khỏi cần giường đâu. Mua cái niệm dày á, lót ngủ rồi thì xong á, tối dựng lên là xong, sáng dựng lên là xong. Dạ. Không có để giường nữa, nằm cọt kẹt cọt kẹt. Cái giường nó chật chỗ lắm, chật sao lại mua niệm thôi. Con mua niệm đi. Phòng mình nhỏ rồi, mình đẩy giường vô, đi vô không? Rồi không? Chú sẽ coi mua cái tủ để quần áo cho con một cái, để có quần áo Mạnh Thường Quân tặng rồi con để đó mà mặc, để mà thay phiên chứ để nhét nhồi nhét chùm lum hết trơn, không có chỗ quần áo hết trơn nãy giờ. Đúng rồi. Nói chung là nhà này Mạnh cũng muốn ấy lắm, tại vì sau này không biết bé ở đâu, tại vì nhà này cũng còn như là cậu Út gì đó sẽ về đây không chừng nữa. Nói chung là Mạnh không có chắc chắn gì đó. Tại vì Mạnh muốn làm sơ theo ước nguyện của bà lão với bà ngoại với bé Thư thôi. Là lọt cái máy, xây cái nhà vệ sinh, khoan giếng và đặc biệt phát sinh ra xây một cái phòng riêng cho bé Thư. Như vậy là mãn nguyện rồi của chú anh chị. Còn rất là nhiều hoàn cảnh, còn rất là nhiều đang trông chờ Hoàng Mạnh đến thăm những cái chia sẻ cho hoàn cảnh mới nữa. Hy vọng tất cả các chú anh chị xem những video này. Nếu đồng tình thì để lại một bình luận. Thì số tiền Mạnh làm trọn gói như ngày hôm nay thì là 34 triệu. Và nữa, nếu mà anh Hải nói á, là 34 triệu, anh Hải ơi, bây giờ á, cái mặt trước á, nó hơi thấp á. Ừ. Nếu mà anh cảm thấy anh, nói chung đội thợ, nếu có nào mình sửa được cái gì á, anh nâng chút xíu lên đi cho nó thấy cái mặt giờ, xíu. Bây giờ chân này mình xài cọc sắt đi. Xài sắt đi. Đi thầy sắt đi, nó cao cao chút xíu cho nó. Tại vì anh thấy cái nhà nó dốc, nó đổ xuống không? Nó chui vô. Chui xuống. Với lại ở đây nè, nếu mà anh làm á, là anh sử dụng những cái tôn mà còn ấy á, anh đóng lại hai lớp cho em. Thí dụ nó một lớp thì nó bị lỗ phải không? Mấy chỗ này nè, anh đóng lại hai lớp cho em, đóng lại cửa luôn. Đóng lại hai lớp, nếu dừng mấy cái tháo này ra nè, cái này hư nè. Bắn lại hai lớp, bắn vô cho em. Cái tôn cũ đó. Lấy cái sử dụng tôn cũ, cái nào mình sử dụng được sử dụng. Rồi nâng cái này lên cho em chút xíu là được rồi. Cho nó cao cao. Tại vì nhìn từ phía trước lên, nó chú chị nó bị đổ dốc xuống rất là thấp, nhìn nó không có được ấy. Bây giờ Mạnh muốn chỉ làm như vậy thôi. Như vậy là xong việc rồi. Mạnh đã cố gắng hết sức. Vậy trong này rất là khó khăn vì vấn đề phương tiện đường và đường vận chuyển. Phải chi không có cầu cũng đỡ. Có cầu này có cầu mình vận chuyển vô khó. Bây giờ chắc chắn là như vậy hả con gái? Từ đây sắp tới sẽ có một cái nơi yên tâm hơn và có cái nơi để mà sức kem thoải mái. Dạ con, còn vậy con mừng lắm. Mừng lắm hả? Qua đây đứng nè, che chỗ sâu bắn không à. Nói chung thương lắm anh Hải ơi, ba mẹ bỏ lúc 12 tháng á, chứ không phải 12 tuổi nghe. 12 tháng. 12 tháng. Vậy cũng một năm à. Vừa thôi nuôi xong đó. Dạ. Có thôi nuôi không? Dạ con cũng biết nữa, tại lúc đó con nhỏ mà. Thì bởi vậy thì con có duyên với Mạnh Thường Quân, đó là có phước phần của con. 12 năm trước khi lớn trông lại bà ngoại lại. Bởi vậy trả hiếu lại. Trả hiếu lại. Bây giờ thì được Mạnh Thường Quân thương giúp đỡ cho ngày hôm nay cũng là rất là tốt rồi. Thì hy vọng sẽ ước mơ của con sẽ thành hiện thực mà được cái bồi đắp thêm một cái phòng đó. Rất là mừng, cố gắng, Mạnh sẽ cố gắng giúp đỡ cho bé. Bây giờ thì không để mất thời gian nữa, để cái cảm nhận của bé Thư và nói lời cảm ơn đến tất cả các chú quý Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước nha. Dạ nói chung là con cảm ơn chú Mạnh đã chia sẻ hoàn cảnh của con lên cho mọi người biết đến con. Con cảm ơn Mạnh Thường Quân trong nước và nước ngoài. Con cảm ơn mọi người đã yêu thương con, giúp đỡ con, cũng như là giúp con hoàn thiện cái ước mơ lập lại nhà, xây nhà vệ sinh này, rồi có một cây nước sạch nữa, rồi phát sinh thêm cái phòng của con nữa. Nói chung là con cảm ơn rất là nhiều. Con cảm ơn chú Mạnh nữa. Con cảm ơn chú. Con cảm ơn tất cả mọi người. Rồi, cảm ơn con. Và con cũng vậy, cố gắng ha. Giờ ở đây thì tối thì ấy có gì á kêu ngoại hay là kêu mấy cô mấy cậu ở ngoài kia. Yeah. Ha. Rồi vậy xong ha, bây giờ chốt giá là 34 triệu phải không? 34 triệu. Rồi anh cứ làm càng nhanh càng tốt giùm em. Tại vì mưa tới rồi. Chia sẻ với cô chú anh chị thì hãy nhận công trình để cho anh ba đứng làm. Là thì... chú ba trà cú của chú anh chị. Đúng rồi, chú ba trà cú đứng làm. Cũng lâu lắm mà chưa có gặp chú ba trà cú. Tại vì nếu mà làm mà khởi công chắc thứ hai á, thứ hai đầu tuần anh làm.
Thì nếu anh làm càng sớm càng tốt. Đúng nói chung rồi. Cái nhà vệ sinh thì xây chứ đâu có mấy ngày đâu. Mà mình lo cái nóc trước à, mình lọt nóc lọt cái nóc trước. Mới kéo điện vô. Thì tháo ra, rồi mới xong rồi kêu lại. Rồi có phần để di chuyển điện đó rồi thanh toán rồi chú hỗ trợ cho xích điện của mình thông quân ra. Mà không biết có đủ không nữa, nãy thiếu 2 triệu rồi đó. Không biết đủ không con? Dạ cái này con không biết tại con không... Thôi đừng có lo, chắc chắn có mình thông quân giúp đỡ thêm rồi. Bây giờ ra đây nè, nắng mắng. Thì kính thưa tất cả các chú chị, bây giờ hợp đồng cũng đã xong rồi. Ước mơ của bé sẽ thành hiện thực, để Bảnh cập nhật cho tất cả các chú chị cùng xem. Và Bảnh cũng đang chuẩn bị xây thêm một căn nhà mới cho một cái bằng cảnh mới nữa các chú chị. Hy vọng tất cả các chú chị xem những đoạn thước phim này sẽ để lại một bình luận. Và Bảnh sẽ cập nhật liên tục cũng như là ngày thường cuộc sống của bé Thanh Thư cũng như là Bảnh. Được sự tin tưởng của địa phương ở đây là nhờ Bảnh cùng hỗ trợ như là theo dõi cuộc sống của bé, chăm nom bé giùm. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn địa phương ở đây cũng đã luôn luôn quan tâm đến đây để mà cùng với Bảnh để mà theo dõi cuộc sống của bé Thanh Thư đến ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn tất cả các chú anh chị quý khán giả rất là nhiều. Cũng không quên cảm ơn tất cả các chú anh chị quý mạnh thân vân trong nước và ngoài nước. Lời chúc sức khỏe đến tất cả cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại.